Hey guys, welcome back to my channel, Start Scale Go. To Great Hurdle 3. Let's go. Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Thank you.
like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace it. Okay, that's all of them. Somewhere. Then I can start up the main power.
Thank you.
trong tương lai này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 cuốn sách, và khi đó thì các bạn sẽ quay trở về vị trí ban đầu và các bạn sẽ ấn vào cánh cửa để thoát ra ngoài. Và trong đây thì sẽ có cả Nami, Slendoria và đứa con của Slendoria. Sẽ đi xung quanh để tìm kiếm tất cả là 8 cuốn sách nha. Ok. Rồi, và tiếp tục nào. Posis. Sau đó thì các bạn sẽ đi chiếc thang máy này. Khi đó thì các bạn sẽ đến để làm nhiệm vụ tiếp. Và là các bạn sẽ hành đi nhặt những món đồ, sau đó thì sẽ mang về đây và các bạn sẽ lắp vào đây. Và tiếp tục các bạn lại tiến vào chiếc thang máy này để làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó thì thế. Và mình sẽ thử đi xung quanh ngôi nhà này xem có gì không. Thì khi đó thì khi không có gì thì các bạn sẽ vào đó để làm nhiệm vụ. Xung quanh đây hầu như là không có gì. Đây cần 5 chiếc chìa khóa và các bạn sẽ làm nhiệm vụ 5 lần để ấn vào chiếc chìa khóa đó để đi sâu vào. Đó, nhiệm vụ tự game này là như thế. Ok. Và
các bạn còn đi xung quanh để làm gì. Ok, let's go.